Hoa Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn, được phát sóng hàng ngày trên TTV11. Như tên gọi của nó, Thấu Lý Thấm Tình, chúng tôi hy vọng mang đến cho quý vị nhiều hơn những kiến thức liên quan đến luật dân sự được cung cấp từ đội ngũ luật sư, các chuyên gia đến từ chương trình. Từ đó chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong cuộc sống, những tranh chấp dân sự, làm sao để có thể thỏa mãn được nguyên tắc pháp lý và thấu đáo về mặt tình cảm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với luật sư Lê Trung Phát đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến luật sư. Xin chào Hoàng Trí, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vấn đề được đặt ra trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, vì tin vào lời hứa của chủ đầu tư là sẽ làm sổ hồng đồng sở hữu cho cư dân khi bán hết các căn hộ, 46 gia đình tại một tòa nhà ở Hà Nội đã sống 7 năm trong lo âu, chờ đợi mà chưa một lần thực sự được sở hữu căn nhà. Khi xây dựng, nhiều chủ đầu tư đã vi phạm các quy định về pháp luật nên đã ảnh hưởng đến không nhỏ quyền lợi của những người mua nhà. Và liên quan đến vấn đề này thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần giải đáp của luật sư thông qua những câu hỏi sau đây. Đầu tiên thì thưa luật sư, người dân mua chung cư bao lâu thì sẽ được cấp sổ hồng ạ? Cái việc mà người dân mua chung cư để gọi là chính xác là bao lâu để được cấp sổ hồng thì hiện nay là pháp luật người ta không có quy định, mà người ta chỉ quy định rằng theo quy định của luật nhà ở cũng như luật kinh doanh bất động sản thì cái chủ đầu tư của các công trình này sau khi mà tiến hành bàn giao cái nhà ở hoặc là những cái hợp thông qua các cái hợp đồng mà gọi là thuê mua, mà cái người thuê mua đã trả xong tiền, thì trong cái thời hạn là 50 ngày người ta phải thực hiện cái việc là nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Yeah. Còn tất nhiên để nộp cái hồ sơ đó, thành phần giấy tờ nó như thế nào thì luật định đã quy định rồi. Yeah. Và để cấp được cái sổ thì rõ ràng là các cái căn nhà này, các cái chung cư này phải đáp ứng được đủ tất cả cái điều kiện thì lúc đó sẽ được cấp sổ. Dạ vâng, vậy là chỉ là 50 ngày để chúng ta có thể gửi hồ sơ thôi. Dạ, chứ không phải là 50 ngày thì sẽ được cấp. Theo quy định đó là chủ đầu tư trong thời gian 50 ngày sau khi anh bàn giao là anh phải ngay lập tức thực hiện cái thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận. Còn cái thủ tục xin cấp giấy nhận nó có rất là nhiều các cái thành phần và chủ đầu tư bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện thì lúc đó cái sở tài nguyên và môi trường người ta mới thực hiện việc cấp cái giấy chứng nhận, có nghĩa là cấp cái sổ hồng cho các cái cư dân. Dạ vâng, vậy thì sổ hồng có giá trị được bao nhiêu năm vậy thưa luật sư? Theo quy định đó thì sổ hồng không có giá trị bao nhiêu năm, mà theo quy định đó là của pháp luật đó, thì đối với một cái căn hộ đó, thì thường nó sẽ có hai cái quy định, một cái quy định liên quan đến nhà ở, một về cái quy định thứ hai nữa là liên quan đến công trình. Có nghĩa là nó có một cái căn hộ nó được cấu thành bởi hai cái phần, phần thứ nhất là quyền sử dụng đất, cái phần thứ hai nữa là cái công trình, mình gọi nôm na là cái căn hộ đó. Thì như vậy thì với quy định pháp luật hiện nay á, thì cái phần mà thời hạn sử dụng công trình á thì nó còn tùy thuộc vào cái cấp độ của công trình. Chúng ta quy định cái cấp độ, ví dụ như cấp độ liên quan đến cái số tầng, cái quy mô của nó là cấp 1, cấp 2, cấp 3 để xác định được rằng là cái công trình đó nó có thể thời gian tồn tại là bao nhiêu năm. Còn riêng đối với cái phần đất á thì hiện nay á nó sẽ có hai cái phần. Phần thứ nhất ví dụ như là có những cái căn hộ được xây dựng trên cái phần đất mà chúng ta hay thấy rằng là cái mục đích sử dụng là lâu dài, có nghĩa là không xác định thời hạn cho cái phần đất đó. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là những cái căn hộ được xây dựng trên cái phần đất có cái thời hạn. Ví dụ như là trước đó chủ đầu tư người ta được giao đất cho thuê đất và có cái thời hạn là 50 năm. Thì rõ ràng khi cấp cái giấy chứng nhận thì cái lúc đó có thể là cái sổ mà người dân được cấp nó người ta sẽ nhìn thấy là còn lại 43 năm hoặc là 47 năm. Vì sao? Bởi vì cái thời điểm mà nhà nước cấp cái sổ trước đó, cái sổ gọi là cái sổ tổng cho người dân á, cho cái chủ đầu tư á, thì lúc đó nó đã xác định là cái thời gian 50 năm nó bắt đầu nó chạy rồi. Nhưng sau đó xong thì nhà đầu tư người ta thực hiện cái việc xây cái công trình đó, ví dụ như là bắt 4 năm, rồi từ cái thời gian mà bán cho người dân vô ở đó đến lúc mà làm cái sổ mất 3 năm nữa, thì lúc đó nó đã bắt đi 7 năm rồi. Đúng rồi, Như vậy thì cái việc mà xác định là cái sổ hồng nó bao nhiêu năm thì nó còn, nên như vậy nó sẽ thuộc vào hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố về cái công trình, là cái nhà đó nó thuộc cấp nào. Cái thứ hai nữa là cái phần sử dụng đất đó là sử dụng lâu dài hay sử dụng có thời hạn. Thì thông thường hiện nay á, các cái dự án chung cư á, thì cái phần mà chúng ta hay thấy phổ biến nhiều nhất đó là các cái dự án mà nằm trên cái phần đất sử dụng là 50 năm. Thì tất nhiên là theo quy định của luật đất đai thì sau 50 năm xong, nếu như mà nhà nước không có cái nhu cầu để thu hồi đất thì hiển nhiên là cái phần đất đó vẫn tiếp tục giao cho những người dân để tiếp tục canh tác sử dụng. Cái thứ hai nữa, ví dụ như là
theo cái quy định về cái cấp độ về công trình. Ví dụ như công trình có cái thời hạn sử dụng là 50 năm. Nhưng sau 50 năm sử dụng xong mà các cơ quan chức năng người ta vào người ta thẩm định cái phần kết cấu, cái phần khả năng về cái gọi là cái chất lượng của công trình. Thì lúc đó người ta thấy rằng cái công trình này vẫn đủ khả năng để cái sử dụng tiếp, và người ta nói là sử dụng dù như 20 năm, 30 năm nữa thì các cơ quan đó người ta sẽ tham mưu. Lúc đó xong xuôi vẫn duy trì. Ví dụ như nếu như vậy thì trên một cái nền đất lâu dài và cái công trình đầu tiên nó là 50 năm nhưng sau đó có thể là nó là còn khả năng sử dụng được 20 năm nữa thì người ta tiếp tục người ta cấp. Thì như vậy thì bản thân cái sổ đó còn tùy thuộc rất là nhiều cái yếu tố liên quan tới cái phần đất và công trình. Dạ vâng, một vấn đề rất lớn trong thực tế mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều người dân và cư dân đang sinh sống tại các chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh gần như đến thời điểm này chưa có sổ hồng. Bản thân đồng nghiệp, bạn bè của Hoàng Trí cũng có một cái vấn đề chung như vậy. Vậy thì một cái câu hỏi mà khiến nhiều người quan tâm này, chủ đầu tư không cấp sổ hồng cho chủ sở hữu căn hộ có bị phạm pháp hay không ạ? Đối với các cái chủ đầu tư mà không thực hiện cái việc mà làm thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà gọi là sổ hồng á, thì hiển nhiên là trong trường hợp này bị phạt. Và cái quy định hiện nay á, là số tiền phạt có thể lên đến 1 tỷ đồng. Và sau đó sau khi phạt xong á, là còn bắt buộc là chủ đầu tư phải thực hiện cái việc xin cấp giấy nhận quyền sử dụng đất và cái tài sản gắn liền đất cho người dân, bởi vì nó là cái quy định bắt buộc mà chủ đầu tư phải thực hiện. Còn cái hiện trạng hiện nay chúng ta thấy rằng với các cái đô thị lớn thì gần như chủ đầu tư, để gọi là đánh giá một cách khách quan, thì chắc là 50% chủ đầu tư có khả năng để làm được cái việc đó. Còn rất nhiều các cái chung cư người dân vào ở 5 năm, 10 năm, 15 năm vẫn chưa cấp cái sổ hồng là chuyện rất là bình thường. Nó đang tồn tại tại với thực tế của chúng ta. Còn cái câu chuyện vì sao nó tồn tại thì đó là câu chuyện về mặt quản lý về nhà nước. Trong một trường hợp vì sao cơ quan nhà nước để cho cái vấn đề nó tồn tại, vì sao cơ quan nhà nước để cho những cái đơn vị mà phát triển các cái nhà ở mà không đủ cái điều kiện nhưng vẫn có thể bán cái sản phẩm ra để rồi không đủ điều kiện để làm sổ cho người dân, thì cái phần đó là mặt quản lý nhà nước. Dạ vâng. Vậy thì đối với chủ sở hữu của cái căn hộ đi, rủi ro bao gồm những gì nếu như không có sổ hồng ạ? Thế ra thì khi mà một cái người dân mà gọi là cư dân đang ở các căn hộ đó, thì cái rủi ro mà để đến với người ta đó, nó sẽ đặt ra khi mà những cái người mà có nhu cầu liên quan tới cái việc ví dụ như vay vốn. Thông thường á, thì các căn hộ mà không chưa được cấp sổ đó, thì có một số ngân hàng người ta không cho vay. Có nghĩa là có nhiều người ta muốn sử dụng cái tài sản đó, người ta tái đầu tư bằng cái việc là người ta thế chấp vào ngân hàng để người ta vay một khoản tiền. Thì những cái trường hợp mà căn hộ nào mà không được cấp sổ thì có thể là ngân hàng người ta không cho vay, thì đó là một cái hạn chế đối với những cư dân mà sở hữu các căn hộ này. Cái thứ hai nữa thì cái quá trình nếu như mà thực hiện cái việc mua bán chuyển nhượng nó cũng sẽ khó khăn hơn theo quy định hiện nay. Thì khi thực hiện cái việc mà mua bán các căn hộ mà đã bàn giao rồi nhưng chưa làm thủ tục xin cấp giấy nhận quyền sổ hồng á, mình nói nôm na là như vậy, thì phải thông qua chủ đầu tư người phải xác nhận thứ nhất là cái căn hộ này đã bàn giao. Thì cái biên bản bàn giao đã có rồi, nhưng cái thứ hai nữa là xác nhận là cái ông Phát này ông mua căn hộ này và ông chưa, cái căn hộ của ông chưa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận. Còn nếu như căn hộ đó mà đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho dù cái hồ sơ đó 10 năm sau mới ra sổ, thì trong quá trình đó ông Phát vẫn không được quyền thực hiện việc chuyển nhượng. Và cái phần lệ thuộc rất là lớn. Thì tất nhiên đó là cái mà nó mang lại cái sự bất tiện cho người dân trong cái trường hợp mà nếu như phải mua những cái căn hộ mà có chủ đầu tư người ta không đáp ứng những cái điều kiện để làm sổ cho mình. Thì đó là một cái điều mà nó hơi thiệt thòi cho những cái cư dân. Còn về mặt luật pháp thì có sổ hay không có sổ trong cái trường hợp này thì cái người mà bỏ tiền ra mua thì hiển nhiên được pháp luật người ta bảo vệ. Vì cái quyền về sở hữu không ai dám vô đó tranh chấp cho mình. Là nói là cái nhà này vì không có sổ mà dẫn đến là không có quyền. Thì lúc đó người ta sẽ đưa cái hợp đồng mua bán ra để người ta xác định là người ta có quyền lợi trong đó. Và kể cả hiện nay thì theo quy định của luật về cư trú thì các cái hợp đồng mua bán căn hộ đó đã được bàn giao rồi vẫn được quyền để tiến hành đăng ký tạm trú hoặc là đăng ký thường trú. Như vậy cái quyền lợi của người dân trong cái trường hợp này vẫn được bảo đảm. Dạ vâng. Có thể vì một số những rủi ro và vì một số những cái thiệt thòi trong cái vấn đề là không có cấp sổ hồng để có thể cầm cố sang bán như những gì mà luật sư chia sẻ. Cho nên là thời gian vừa rồi đã xuất hiện nhiều trường hợp, ví dụ như là các cư dân tập trung lại với nhau, họ treo băng rôn, khẩu hiệu, họ đi biểu tình, họ phản đối, vân vân. Thì cái điều này á, có vô tình khiến cho họ bị vi phạm về pháp luật hay không ạ? Thứ nhất, ở đây là có rất nhiều cái trường hợp này xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn liên quan tới khi mà cái nhu cầu về nhà ở nó phát triển. Và cái thực trạng là các cái doanh nghiệp không thực hiện làm sổ.
Nhưng mình tóm lại ở đây á, sẽ có một cái việc, đây là cái phần đấu tranh về dân sự. Có nghĩa là người dân được quyền người ta phản đối, người ta đưa cái vấn đề này lên cho các cái cơ quan chức năng để thấy được rằng là cái các cái chủ đầu tư này đang có những cái vi phạm và cần phải bảo vệ quyền lợi của người ta. Thế nhưng giữa cái ranh giới, giữa cái câu chuyện chúng ta đang đấu tranh về dân sự mà không vi phạm pháp luật thì lúc đó người dân cần phải hiểu biết. Ví dụ như là chúng ta không tạo ra các cái thông tin sai về sự thật về chủ đầu tư, chúng ta không nói xấu, không chúng ta không sai gây rối trật tự công cộng. Cái thứ hai nữa là chúng ta không gây rối trật tự công cộng. Khi chúng ta tập trung một nhóm người trong cái khu vực mà cái khu chúng ta đang ở thì chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Chúng ta có thể đứng ở những cái nơi mà nó không cản trở. Chúng ta không thể ra đường, chúng ta căng băng rôn gây ảnh hưởng đến cái hoạt động về giao thông. Thì đó là những cái mà trước khi chúng ta thực hiện cái quyền lợi về dân sự của mình thì chúng ta nên tìm hiểu để làm sao đó chúng ta khi chúng ta đứng ra chúng ta phản đối để đưa ra trước công luận cho mọi người thấy rằng các cái chủ đầu tư này đang có vi phạm, hoặc là các cái cơ quan chức năng người ta nắm các cái thông tin này để xuống người ta xử lý trực tiếp với các chủ đầu tư, thì chúng ta nên cẩn trọng tìm hiểu để chúng ta không bị vướng vào các cái câu chuyện về pháp lý. Dạ vâng, hy vọng rằng là với kiến thức ngày hôm nay mà luật sư Lê Trung Phát đã chia sẻ cùng với chúng ta thì cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thêm những kiến thức để làm sao đảm bảo được cái vốn tiền đầu tư của mình cũng như là cái mong ước có nhà của mình quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Lê Trung Phát rất nhiều vì đã đến đây và tham gia chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thấu Lý Thấm Tình xin phép được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.